Xin chào mừng các anh chị em và các bạn đến với kênh My O'Donnell. Dành cho những ai chưa biết mình là ai, mình xin được tự giới thiệu, mình là My O'Donnell, giảng viên môn Manners Etiquette. Ngày hôm nay đồng hành cùng với mình có bộ tách trà mà mình rất là thích. Tách trà mang tên Elizabethan của bộ sưu tập Balmoral. Không biết các bạn có như mình không, mình rất là thích uống trà và mỗi lần mà mình được uống trà ở trong một ly trà hay là một cốc trà mà mình yêu thích, mình sẽ cảm thấy là ly trà đó ngon hơn rất nhiều. Đồng thời, hôm nay Mai rất là có cảm hứng để quay một video dành tặng các anh chị em và các bạn. Hiện tại Mai đang ngồi ở sunroom, là một góc trong ngôi nhà của Mai. Đây là góc mà Mai yêu thích vì có view nhìn ra vườn. Đằng sau lưng Mai là view nhìn ra vườn hàng xóm. Bên nhà Mai và nhà hàng xóm rất là thân thiết và yêu quý nhau. Mai cũng rất vui và hạnh phúc vì mình có được những người hàng xóm như vậy. Hôm nay Mai muốn nói chuyện với anh chị em và các bạn về cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo được một dáng đi, dáng đứng hay dáng ngồi đẹp. Một tư thế đẹp dù cho chúng ta ngồi hay là chúng ta đứng thì chúng ta cũng cần phải mở rộng vai. Và chúng ta cần thẳng lưng, xương sống của chúng ta sẽ cần thẳng và đầu và xương sống nằm trên một đường thẳng. Cằm của chúng ta phải song song với mặt sàn. Các bạn cứ tưởng tượng nhé, đây là mặt sàn và đây là một đường thẳng song song với mặt sàn thì cằm của chúng ta sẽ được đặt ngay trên đường thẳng đó. Nói thì dễ như vậy thôi, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng giữ được tư thế như thế này đúng không nào? Bình thường chúng ta sẽ hay co người lại, đây là tư thế đóng. Hay là đầu chúng ta sẽ cúi xuống, đây là tư thế sẽ khiến cho chúng ta tăng thêm stress và không mang lại cho chúng ta một nguồn năng lượng tốt. Và nếu như vậy thì chúng ta không thể nào làm việc hay học tập tốt được. Các bạn có biết là hàng ngày chúng ta sử dụng điện thoại di động không? Khi chúng ta sử dụng điện thoại di động thì như thế nào? Chúng ta hay cúi xuống nhìn vào điện thoại như thế này đúng không nào? Thay vì điều đó, các bạn nhé, muốn tập luyện cho chúng ta có một tư thế đẹp thì hãy nhớ mỗi lần xem điện thoại, hãy nhớ nhé, chúng ta hãy nâng điện thoại lên ngang tầm mắt để làm sao mà cằm của chúng ta giữ được song song với mặt sàn cho dù chúng ta đang ngồi hay là chúng ta đang đứng. Cố gắng vai chúng ta giữ mở rộng. Để chúng ta tạo được một tư thế người ta đã nghiên cứu gọi là tư thế High Power. Tư thế này sẽ giúp cho chúng ta có một nguồn năng lượng dồi dào, mang đến cho chúng ta sự tự tin. Tuy nhiên, để giúp cho chúng ta luôn luôn tạo được một tư thế đúng và đẹp thì chúng ta phải tập luyện. Không phải ngày hôm nay chúng ta có một cái tư thế xấu, co cụm và ngày hôm sau chúng ta tự nhiên sẽ có một tư thế đẹp được, mà cần phải sự tập luyện. Chính vì thế mà Mai đã phải nhờ đến một người bạn. Cô là một giảng viên yoga rất có tâm huyết và tài năng, hiện tại đang sống và làm việc ở Đức. Bạn đã giúp Mai làm một video dành riêng cho kênh My O'Donnell. Và video này sẽ giúp cho các bạn có một bài tập trong vòng 5 phút thôi, chỉ 5 phút mỗi ngày, các bạn sẽ có thể giúp cho mình tạo nên một tư thế đẹp, một dáng đứng đẹp, một dáng ngồi đẹp. Các bạn hãy cùng mình tập theo video này nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nelly, đến từ Nelly Yoga. Mình là giáo viên dạy yoga. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số động tác yoga cơ bản giúp các bạn có thể mở vai, mở lưng, tránh bị gù lưng và tránh bị đau vai. Khi các bạn ngồi, cố gắng thả lỏng vai, hạ vai xuống. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu bằng động tác cái bàn. Hãy nhớ là luôn luôn siết cơ bụng của mình. Từ từ hít vào, đẩy ngực về trước, ngẩng đầu lên. Thở ra, cuộn vai, lưng cong. Hít vào, động tác con bò. Thở ra,
cong lưng lên, động tác con mèo. Tiếp theo, các ngón chân chạm nhau, đầu gối tách rộng ra, ngồi lên gót chân, rồi từ từ hít vào, di chuyển các ngón tay về phía đầu thảm, hai tay chắp vào nhau, để phía sau đầu, trán đặt trên thảm. Hít vào nhẹ nhàng, siết cơ bụng, vươn dài lưng ra. Quay trở về động tác cái bàn tay phải vươn lên cao. Khi thở ra, vai phải đặt trên thảm. Hãy giữ cho hông của mình thẳng hàng với lại đầu gối. Tay trái của bạn có thể vươn dài qua khỏi đầu hoặc vòng về phía sau đặt lên trên đùi phải. Đổi bên, tay trái vươn lên cao, hít vào, thở ra hạ vai trái xuống thảm, tay phải vươn qua đầu hoặc có thể vòng qua phía sau đặt tay lên trên đùi trái. Tiếp theo, chúng ta quay trở lại động tác cái bàn, giữ cho hông thẳng hàng với lại gối. Tay vươn dài về phía trước, hạ trán xuống thảm. Nếu như có thể, các bạn có thể hạ ngực xuống. Nếu không thì các bạn vẫn giữ trán đặt trên thảm. Bây giờ các bạn nằm xuống thảm, hai tay đan vào nhau ở phía sau. Từ từ hít vào, siết cơ bụng lại, vươn dài ngực về phía trước. Nâng nửa người trên lên và nâng chân lên. Hãy giữ cho cổ của mình được thẳng. Rồi từ từ chống tay ngồi dậy. Về động tác em bé. Từ đây các bạn ngồi lên trên gót chân của mình, hai tay đặt ở phía sau, vươn dài người lên, nâng ngực lên, mắt có thể nhìn lên trên trời, hạ vai, thả lỏng hai vai, giữ ở đây, hít thở đều. Chống tay đứng dậy, cuộn lưng lên. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh tư thế đứng của mình sao cho vai và lưng được thẳng. Đây là tư thế đứng sai. Khi đứng, các bạn mở rộng hai vai ra, thả lỏng vai, thả lỏng hai tay xuôi theo người. Rồi từ từ nhấc các đầu ngón chân lên. Khi thở ra, các bạn ấn các đầu ngón chân xuống. Siết cơ bụng, nâng ngực lên, hai vai vươn về phía sau, thả lỏng hai cánh tay. Hãy luyện tập bài tập này mỗi ngày để có một tư thế dáng đứng khỏe đẹp. Cảm ơn các bạn. Các bạn thấy thế nào ạ? Bài tập có khó không ạ? Tuy là một bài tập khá đơn giản, nhưng mà hiệu quả bất ngờ đấy các bạn ạ. Và sự kiên trì, sự đều đặn luôn luôn sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Các bạn hãy nhớ nhé, hãy dành 5 phút mỗi ngày, các bạn làm được đúng không? Mai cùng các bạn hãy cố gắng và chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau tạo được một dáng đứng, dáng ngồi thật là đẹp. Tạo được một nguồn năng lượng dồi dào để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới. Nếu các bạn yêu thích các video về yoga thì hãy vào kênh Nelly Yoga, là kênh của cô giáo, để theo dõi thêm nhiều video hơn nữa. Mình là một fan hâm mộ của kênh này và mình hay tập theo các video của kênh đó.
Chúng ta hãy cùng nhau khám phá và hãy cùng nhau đẹp hơn mỗi ngày nhé. Mình mong muốn được gặp tất cả các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.